từ làng Sen có một người trai chí lớn mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Chúng tôi đến Phan Thiết vào một ngày hè. Nắng chiếu trên dòng Cà Ti xanh biếc. Dòng sông mềm mại cuốn lượn trong lòng thành phố, lưu dấu ký ức của bao cuộc đời, bao năm tháng. Hẳn sông còn nhớ ngôi trường nhỏ, nhớ người thầy giáo trẻ với dáng người thư sinh và đôi mắt sáng ngời, thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Ngôi trường xưa nay đã trở thành khu di tích trường Dục Thanh, nằm trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận. Tại nơi đây, chúng tôi được trở về với Phan Thiết những năm đầu thế kỷ 20. Thời điểm đó, Phan Thiết là điểm dừng chân cuối cùng ở Trung Kỳ, trước khi vào Nam Kỳ thuộc địa. Muốn vào Sài Gòn thì phải có căn cước, giấy thông hành. Và lúc đó nếu lấy tên là Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành thì chắc chắn không vào Sài Gòn được. Cho nên bác phải dừng lại, chuẩn bị thủ tục, chuẩn bị hành trang. Thì bác tôi từng nói mà, bác về học thì bởi vì nếu ở đó thời gian mấy tháng mà nếu không làm gì để có tiền thì lấy gì sinh sống. Thì dạy học cũng có tiền để mà sống. Đồng thời là truyền bá được những cái tư tưởng yêu nước. Dục Thanh là một trường tư thục, được thành lập vào năm 1907 dưới sự bảo trợ của công ty Liên Thành. Trường do ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh vận động xây dựng ngay trên chính mảnh đất của gia đình, nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên Phan Thiết có thêm trường học, mở mang kiến thức, giáo dục những tư tưởng yêu nước tiến bộ. Được sự giúp đỡ của ông Nghè Trương Gia Mô, một người bạn của cụ Nguyễn Xích Sắc, Nguyễn Tất Thành đã được giới thiệu vào dạy học tại trường Dục Thanh. Vậy là tháng 9 năm 1910, mái trường Dục Thanh đã đón thầy Thành về đây dạy học, trở thành thầy giáo trẻ tuổi nhất trong 7 giáo viên của trường lúc đó. Thầy Thành được nhà trường phân công nhảy lớp nhì. Lớp nhì ngày xưa tức là lớp 4 hiện nay. Và sau này các học trò của trường Dục Thanh có kể lại rằng, năm đó dù dạy bất cứ môn học gì, thầy Thành cũng trăn trở tìm tòi để làm sao tìm ra một cách tốt nhất có thể giúp học trò của mình tiếp thu bài một cách dễ dàng. Và với thầy Thành thì việc dạy và học thì mục tiêu phải là học trò có nắm được bài hay không, có hiểu rõ bài hay không, chứ đừng nên dùng điểm hay các hình thức vỡ bài để làm áp lực cho học trò. Thầy Thành đã có những phương pháp giảng dạy rất là tiến bộ và nhân văn. Không chỉ dạy trên lớp, thầy mong muốn rằng làm việc dạy và học không bó hẹp trong lý thuyết với bốn góc nhà trường, mà chúng ta còn có thể học ngay từ cuộc sống của những người lao động quanh mình. Vậy là trong điều kiện nhà trường lúc đó thì cứ tranh thủ những ngày nghỉ, thầy Thành lại đưa học sinh đi tham quan. Điều kiện lúc đó thầy trò chỉ cứ có thể đi bộ thôi. Đi dọc bờ sông Cà Ti, đưa học trò đến thăm bãi biển Thương Chánh, rồi thăm hỏi bà con ngư dân nghèo ở Bến Cá, Cuồng Chà, một làng chài nghèo ven biển. Cốt lõi là tình thương yêu đối với con người, tôn trọng con người. Và ngay cả cơ sở với học trò đấy, bác là một mẫu mực của vấn đề dân chủ. Dân chủ giữa thầy và trò, chỉ có dân chủ mới có thể tạo ra một động lực để phát triển tinh thần và hoàn thiện nhân cách con người. Ngoài phòng học chính, trong khuôn viên trường Dục Thanh còn có nhà ngư, là nơi thầy trò nghỉ ngơi, sinh hoạt, ăn uống, có ngoạn du sào, nơi thầy giáo Thành cùng các thầy giáo khác đọc sách, chấm bài. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1978, dựa vào lời kể của bốn người học trò của bác còn sống lúc đó, trường Dục Thanh đã được phục dựng lại với tỷ lệ 1:1, giống hệt với trường xưa bác dạy. Những chiếc ghế, chiếc bàn,
mỗi đồ vật vẫn như ngày có bác ở đây. Ghế này xưa bác ngồi đọc sách, căn gác này bác thức thâu đêm, cây che mát những trò chơi tuổi trẻ, màu hoa vàng như mặt trời lên. Phía sau ngoạ du xào, trong khuôn viên khu di tích Trường Dục Thanh, còn một cái giếng và một cây khế cổ thụ đã tồn tại qua hai thế kỷ. Mỗi cành lá, mỗi bông hoa đều như nhắc chúng tôi nhớ về hơn 100 năm trước. Cứ mỗi sáng sớm, thầy giáo Thành lại hướng dẫn học trò cùng tập thể dục, múc nước tưới mát, chăm sóc cho gốc khế này. Vườn cây năm xưa được thầy Thành chăm sóc khá nhiều. Chỉ tiếc rằng trải qua thời gian, đến khi chúng ta phục dựng lên đây thành khu di tích, thì chỉ còn lại duy nhất một cây khế còn sống. Và dẫu rằng đây không phải cây khế bác trồng, bác chỉ chăm sóc thôi, nhưng nhân dân địa phương với tất cả tấm lòng dành cho bác Hồ đã gọi tên cây khế với tên gọi thân thương là cây khế bác Hồ hay cây khế Nhục Thành. Trước đây khi mà phục dựng di tích thì gần như cây chỉ còn lại cái lõi thôi. Cái phần nhánh cây chính quá lâu năm đã bị mục rỗng, buộc làm người ta phải cưa bỏ cái nhánh cây này đi. Và với một chế độ bảo dưỡng chăm sóc đặc biệt thì rất là vui mừng sau một thời gian cây đã thích ứng. Từ đó những cái vỏ cây, những miễn bì bao bọc bên ngoài thân cây tiếp tục sinh trưởng những chồi non để cây phát triển tồn tại cho đến hôm nay. Tại khu di tích Trường Dục Thanh, chúng tôi được gặp ông Phan Bình. Năm nay 91 tuổi, ông đã từng 3 lần được gặp Bác Hồ, từng là trưởng ty lâm nghiệp Thuận Hải, chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu cho quá trình phục dựng lại Trường Dục Thanh vào năm 1978. Hơn 40 năm qua, sáng mồng 1 Tết nào cũng vậy, ông cùng gia đình lại đến khu di tích thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ với tấm lòng kính yêu vô hạn. Trong 4 cái vị mà đưa ra hội thảo để chuẩn bị mà gây dựng lại cái này đó, thì trong đó có một người chúng tôi rất là gần như bà con. Ông đó là Nguyễn Đăng Lầu. Lúc bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, nhưng mà khi nhắc lại thầy Thành á, thì ông nhớ, bác nhớ được cái hình ảnh của thầy giáo Thành, thầy giáo trẻ, cùng ăn, cùng ở với học sinh tại đây. Một thầy giáo rất là gương mẫu, một thầy giáo rất là tình cảm, sống với nhau, với học sinh, rất coi như trong gia đình, thương lắm. Khi mà tôi ở miền Bắc, thì mấy cái hội đồng hương của dân Phan Thiết Bình Thuận á, thì có họp mặt, tôi có đến đó dự, thì các cụ có nhắc lại cái chuyện là bác Hồ vẫn nhớ đến Phan Thiết và vẫn hỏi thăm dân Bình Thuận của mình bây giờ sống làm sao, như thế nào, như thế nào. Và tôi đã được nghe được những cái tiếng như thế thì mình thấy mình rất là dân Phan Thiết, mình cũng rất là vui. Theo lời kể của ông Phan Bình và các thuyết minh viên tại bảo tàng, chúng tôi đã tìm lại những địa danh xưa nơi thầy giáo Thành từng đưa học trò đi dã ngoại. Bãi biển Thương Chánh có gành đá nổi giữa bãi cát dài phẳng lặng. Có lẽ người đã từng đứng ở nơi này, gửi khát vọng, hoài bão vào từng con sóng khơi xa. Bến cá Cồn Trà nay đã là khu cảng tấp nập tàu qua lại. Ngày đó thầy giáo Thành đã đến thăm bà con làng chài nghèo, từng theo ngư dân trong những chuyến ra khơi. Những ngày đó bác cũng đã tập làm quen, cũng đã có những chuyến đi ra biển với ngư dân. Cho nên sau này bác nhớ đến những chi tiết là ở ngoài biển người ta bắt cá nục lên, người ta nấu nồi nước sôi, ta bỏ cá vào, thì tức là bác đã tập làm quen với sóng gió. Với sự giúp đỡ của các ông Hồ Tá Bang, Trần Lệ Chất, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã được công sứ Bình Thuận cấp căn cước mới. Hồ Tá Bang, chủ tịch của cái công ty nước mắm Liên Thành, trước làm việc cho công sứ Bình Thuận, ông cùng với ông Trần Lệ Chất đã đến xin công sứ làm một cái căn cước mới, lấy tên là Nguyễn Văn Ba. Vì sao gọi là Nguyễn Văn Ba? Bởi vì ông nói nếu lấy cái tên khác thì sẽ đã phát hiện ra, thì lấy cái tên là thứ ba. Trong Nam này hay gọi anh hai, anh ba, anh tư,
thì bác là anh ba trong nhà. Nhưng mà khi xin xuống tàu làm việc thì trên tàu cũng đã có một người là Nguyễn Văn Ba, cho nên bác đổi thành Văn Ba. Sau khi mọi sự chuẩn bị hoàn tất, thầy giáo Thành rời trường Dục Thanh cùng với các ông Trương Gia Mô, Hồ Tá Bang vào Sài Gòn. Ra đi, nhưng trong lòng thầy giáo Thành luôn trọn vẹn tình yêu với Phan Thiết, nơi mỗi cơn gió đều mang hương vị mặn mòi của biển, nơi tấm lòng của người dân Phan Thiết cũng mãi mãi hướng về người. Đầu năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã lặng lẽ rời đi, để lại bao nỗi tiếc cho những người ở lại. Người thanh niên ấy tiếp tục vào Sài Gòn tìm đường hướng ra biển rộng với hoài bão độc lập tự do cho quê hương. Dòng trường mà sông